chào mừng các thiện tướng đến với tâm điểm tướng Peina, thần rừng hộ mệnh. Sau khi bị vây hãm bởi Alistair, Lorien bị trọng thương và buộc phải trốn vào khu rừng hắc ám. Chính lúc này, dưới sự trợ giúp của thần rừng Peina, Lorien đã có một trận chiến cực kỳ gian khó. Sau khi uống được suối nguồn thần thánh, cả hai đã đẩy lùi được quân địch. Sau sự việc, Lorien quyên quyết mời Peina gia nhập vào cung điện ánh sáng, nhưng Peina đã thẳng thắn từ chối rằng: "Ta đã thề ở mãi trong khu rừng hắc ám, nhưng những người bạn đến từ cung điện ánh sáng sẽ mãi là bạn của ta." Sau đây là kỹ năng của Peina. Nội tại của Peina khiến cho kẻ địch tấn công Peina bị giảm tốc chạy và gánh chịu một lượng sát thương phép đáng kể. Hiệu ứng này có thời gian hồi là 10 giây. Nội tại này giúp Peina có thể sống sót, đồng thời hạ gục kẻ địch trong một vài tình huống nguy cấp khi cả hai đang trong tình trạng thấp máu. Kỹ năng ánh sáng thần thánh của Peina cho phép cô hồi một lượng máu đáng kể cho các tướng đồng minh bên cạnh. Ngoài ra còn tăng 25% tốc độ đánh trong 3 giây. Đây chính là kỹ năng mà Peina có thể giúp đồng đội của mình, đặc biệt là xạ thủ có thể trụ vững trước các kỹ năng kéo máu của đối phương. Lượng hồi máu là cực kỳ nhiều khi đang trong tình trạng thấp máu, vì vậy đừng ngần ngại trao đổi chiêu thức khi đang đi đường với đối phương. Kỹ năng thứ hai của Peina là phóng ra một con cú ma pháp, gây ra sát thương phép và làm choáng nạn nhân. Chim cú sau khi tấn công mục tiêu đầu có thể tiếp tục bay lượn công kích các mục tiêu ngẫu nhiên khác lên đến 6 lần nữa. Tầm nhảy của cú ma pháp là rất xa, vì vậy đừng ngần ngại dùng chúng lên lính khi truy đuổi đối phương. Ngoài ra, với sự xuất hiện của Peina, các tướng giao tranh mạnh như Gindua, Điêu Thuyền hay Garak hoàn toàn không có cơ hội để duy trì chiêu cuối của mình. Chiêu cuối Peina tạo ra một kết giới sinh mệnh, có tác dụng tăng 200 giáp cho các tướng đồng minh, đồng thời gây một lượng sát thương phép liên tục lên đối phương trong mỗi 0,5 giây. Đặc biệt, những nạn nhân xấu số nằm trong kết giới 2 giây sẽ bị làm choáng trong 1,5 giây. Kết hợp cùng ánh sáng thần thánh và cú ma pháp, Peina có thể vừa hỗ trợ đồng đội tăng máu và giáp, vừa có thể gây sát thương và làm choáng liên tục lên đối phương. Lưu ý một điều là trong một vài tình huống, các bạn nên xài kỹ năng hồi máu trước, sau đó hãy dùng chiêu cuối ngay lập tức. Chúc các bạn sớm thông thạo vị tướng hỗ trợ với kỹ năng gần như hoàn hảo này. Hẹn gặp lại các bạn trong các tâm điểm tướng lần sau.